mình là Thu Nghĩa Phạm. Với cái mùa mưa như thế này thì chúng ta sẽ bảo quản và sử dụng cái chiếc đai latex như thế nào? Thì ngày hôm nay Nghĩa làm video clip này để giúp cho chị em biết cách sử dụng cũng như bảo quản chiếc đai latex của chúng ta. Lưu ý thứ nhất là không ngâm chiếc đai này trước khi giặt. Nếu như mà có vết dơ hoặc là đi mưa về bị ướt thì chị em nên đem đi đi giặt liền, và những khuyến khích là giặt cùng với sữa tắm, bởi vì khi giặt với sữa tắm thì nó sẽ giúp chiếc đai của chúng ta sẽ mềm hơn, và tuyệt đối không ngâm trước khi giặt, bởi vì nếu như mà ngâm quá lâu nó sẽ làm hư cái thanh thép, và nó sẽ làm lão hóa cái lớp casu non. Lưu ý số 2 là không phơi quá lâu và không phơi dưới mưa. Với cái mùa mưa như thế này thì có một cái cách là giúp chị em làm khô chiếc đai của chúng ta bằng cách là sử dụng chiếc quạt như thế này, và phơi chiếc quạt. Thì nó sẽ giúp chiếc đai của chúng ta là khô rất là mau. Lưu ý số 3 là không sử dụng máy sấy để làm không sự tuyệt đối không sử dụng máy sấy để làm khô đai latex. Bởi vì sao? Với cái nhiệt độ cao của máy sấy nó sẽ làm cái màng cao su non này nó sẽ bị sơ cứng, cũng như là làm lão hóa cái chiếc đai này cực kỳ nhanh. Nó sẽ kéo cái tuổi thọ của chiếc đai này xuống còn còn rất là thấp. Nên là của bền là nhờ người, nên mong là một số cái lưu ý này của Nghĩa sẽ giúp được cho chị em chúng ta có thể bảo quản cũng như bảo quản được cái chiếc đai latex trong cái mùa mưa này, để có thể mang được lâu hơn. Và mọi thắc mắc thì chị em có thể liên hệ trực tiếp với Facebook của Nghĩa hoặc gọi cho Nghĩa theo số điện thoại là 0933 766 533 để Nghĩa hướng dẫn chi tiết hơn về cái dòng sản phẩm đai bịt bụng latex của Concept Chuẩn này nhé. Xin chào tất cả mọi người.